Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Như thường lệ thì Kim Anh vẫn sẽ chia sẻ về vấn đề công việc, làm ăn, đường đi nước bước, đường muộn màng, cũng như vấn đề hạnh phúc, đường con cái của mình nó như thế nào trong từng giai đoạn. Thì hôm nay Kim Anh vẫn sẽ chia sẻ về vấn đề của bạn nữ này, sinh năm 1981. Thì nói về tuổi 81, mình đứng vào cái tuổi Tân Dậu này á, mình nói về đường muộn màng của mình thì mình nằm vào là cái mạng mộc. Mạng mộc của mình năm nay thứ nhất là năm nay mạng kim, mình mạng mộc là khắc là thứ nhất. Thứ hai nữa, năm nay mình nằm vào Tân Dậu mà năm nay là năm Quý Mão thì mình có nằm vào cái năm xung nữa là thứ hai. Thứ ba nữa là mình nằm vào là cái tuổi là tuổi 43. Thứ tư nữa thì mình nằm vào là cái sao Thái Âm, cho nên nhắc mình trong đường bổn mạng của mình, đường đi nước bước của mình trong nay nữa được tốt thì mình nên dâng sao giải hạn cho bản thân của mình trên con đường đi nước bước của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa thì nói về năm xung năm hạn của mình á, thì công việc làm ăn của mình hay vấn đề hôn nhân hạnh phúc của mình thì nhắc mình cần phải cẩn thận đề phòng giữ gìn, đặc biệt là tai tiếng thị phi đến với mình trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình. Thứ ba nữa là nhắc mình không nên đi đâu nhiều vào ban đêm, không nên mặc quần trắng áo trắng nhiều, không hay không tốt trên con đường đi nước bước của mình, cũng như là nhắc mình cẩn thận nhiều trong cái tư cách xã giao ngoại giao của mình trên vấn đề đường bổn mạng cũng như đường hạnh phúc của mình, để mình bảo vệ danh dự của mình cũng như bảo vệ con đường hạnh phúc của mình nó được tốt đẹp hơn. Trên con đường bổn mạng của bạn nữ này hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của bạn là đang nóng nảy, bạn đang nóng nảy mong chờ đường đi cơ hội, đường đi xa, cầu tài, cầu lộc hoặc là đường đi xa gì từ một người bạn nam nào thì có đem đến cho mình kết quả tốt hay không, đường đi nước bước của bạn được thuận lợi hay không. Thì nói về bản thân của bạn ở đây, đúng ra là bạn nặng gánh, nam cũng bạn, nữ cũng bạn, bạn nhờ vào đức của ba rất là nhiều. Nhưng dù vậy thì trên con đường bổn mạng của bạn ở đây nói về bạn, bản thân của mình ở đây là một con người nhẹ căng nhẹ vía, cho nên nói về phần âm theo bạn hơi nhiều. Vì vậy nhắc bạn trên con đường đi nước bước của bạn thì bạn thứ nhất là bạn cố gắng cầu nguyện nhiều cho bản thân, cũng như cố gắng làm lành làm phúc nhiều thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Đồng thời hạn chế đi đêm nhiều, không nên mặc quần trắng áo trắng nhiều để mình giữ gìn bản thân của mình, cũng như là hạn chế cái xui cái rủi đến của mình trên con đường bổn mạng của mình trong cái năm xung. Trên con đường bổn mạng của bạn đúng ra cơ hội tài lộc có, nhưng mà phần âm theo mình nhiều quá thì mình cần phải có cái sự quan tâm bằng cách là mình cầu nguyện cho người ta, cũng như mình hồi hướng cho người ta để người ta sớm được siêu thoát, hoặc được nữa thì mình làm việc phúc, mình nên gửi cho người ta đi tu đi học để người ta không theo mình trên con đường bổn mạng của mình. Thì âm dương không hòa hợp thì nó sẽ không tác động vào mình nhiều, thì nó không ảnh hưởng tới bạn đường bổn mạng của mình nhiều. Ước mơ, hy vọng, cơ hội tài lộc đến với mình có. Nhưng mà trên con đường tài lộc của bạn đúng ra 9 năm qua, những gì đến với bạn trên con đường sự nghiệp của bạn á, chỉ đem đến cho bạn là cái tiếng thôi, cái miếng, không đem đến cho bạn được nhiều. Thì trên con đường bổn mạng của bạn bắt đầu cơ hội và có đến được với bạn hay không, tài lộc có quay trở lại và đem lại cho bạn được cái sự bù đắp trên con đường sự nghiệp tài lộc hay không, là bắt đầu từ tháng 4 đi lên là bạn sẽ có cơ hội có tài có lộc, cũng như là được âm phò dương trợ tốt. Đúng ra bạn nhờ mẹ, bạn được mẹ ơn trên gia hộ cũng đẹp, củ quyền gia hộ mình cũng vững, nhưng mà vì căn vía của mình nhẹ cho nên phần âm theo mình nhiều thì mình cần phải có sự quan tâm. Trên con đường tài lộc của mình ở đây thì nói chung là âm phò dương trợ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình nóng nảy, mình vẫn cảm thấy mình đơn chiếc trên con đường tài lộc nhiều, là cho thấy là mình hơi nặng gánh. Thì để con đường sự nghiệp tài lộc đến với mình được tốt thì nhắc mình cũng cần phải cẩn thận nhiều trong cái tư cách xã giao của mình, nhất là trong lời ăn tiếng nói của mình trong cái tháng 2 này. Thì nói về tháng 2 này, cái xui cái hạn đến với mình nó hơi dài, tại vì lợi nhuận 2 tháng 2, cho nên là mình cần phải có cái sự khắc phục trong cái tháng 2 này để phòng tai tiếng thị phi. Tai tiếng thị phi thí dụ như có một người nữ nào trong công việc làm ăn của mình á, có cái sự va chạm lời qua tiếng lại, tranh chấp một vấn đề gì thì tốt nhất là mình nên nhịn. Tại vì nói ra đúng ra bản tính của mình, thứ nhất là mình nóng, thứ hai nữa là mình tự ái. Mà khi mình nóng, mình tự ái lên rồi á, thì cái sự xung đột hoặc là va chạm qua lại thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới danh dự của mình, cũng như là cái sự tự ái lên rồi thì mình buông bỏ. Thì nói chung là mình nên gạt bỏ cái sự tự ái qua một bên, cũng như cái sự nóng nảy của mình hạ lại, thì mình sẽ gặt hái được cơ hội thành công về vấn đề tài lộc của mình trong cái tháng 4 đi lên ha. Riêng về trên con đường công danh sự nghiệp của mình thì nói chung những gì mà đến với mình trong 9 năm qua đến cho mình cái sự phai nhạt, không đem đến cho mình được cơ hội thành công tốt đẹp, hoặc là chỉ đem đến cho mình cái tiếng thôi, thì nói chung mình cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên nản chí một vấn đề gì trên vấn đề tài lộc của mình hết.
thì cơ hội sẽ đem đến cho mình cơ hội tốt, và tài lộc cũng đem đến cho mình tài lộc đẹp trong cái tháng tư. Dù vậy thì nhắc bạn cần phải cẩn thận nhiều trong cái tư cách xã giao, ngoại giao với mình, của mình với phái nam, đàn ông, con trai. Để nói đúng ra trên con đường hôn nhân hạnh phúc của bạn cũng vậy, trên con đường sự nghiệp của bạn cũng vậy, thì cho thấy có cái sự đố kỵ của một người bạn nữ. Người bạn nữ này có thể nói là đố kỵ với mình nhiều trên con đường tài lộc của mình, cũng như là soi mói mình trên con đường hạnh phúc của mình, cho nên nhắc mình cần phải cẩn thận nhiều trong cái tư cách xã giao, ngoại giao của mình trong cái với phái nam, đàn ông, con trai, để mình bảo vệ cái con đường hạnh phúc của mình, cũng như là trên vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bạn. Thì nhắc ông xã bạn có đi làm ăn đâu xa đi nữa, thì nói chung á, thì người này nói chung là người này cũng hướng về gia đạo, nhưng mà nhắc người này cần phải cẩn thận nhiều trong cái mối quan hệ nam nữ đó, đặc biệt là ảnh hưởng tới con đường hạnh phúc của mình không hay không tốt. Đồng thời nói về trên cái cảnh gia đạo của bạn đang sống ở đây á, thì nói chung là trong 5 năm qua thì hỏi bạn trên con đường hạnh phúc của bạn, bạn có thất hứa một vấn đề gì hay không, như là thất hứa về vấn đề tâm linh, thờ phụng, cúng cấp, tà lệ, tà ơn, một vấn đề gì đó mà bạn chưa thực hiện, thì nhắc bạn cần cố gắng thực hiện cái lời hứa của mình trên vấn đề tài lộc của mình, trên vấn đề hạnh phúc của mình, thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn, để cho gia đạo của mình bớt đi cái sự chào xáo, cũng như là tâm trạng của người trong gia đạo nóng nảy, tự ái, đồng thời đem đến cho cảnh gia đạo mình hao tài thất lộc không hay không tốt. Thứ hai nữa thì cảnh gia đạo của bạn ở đây nói chung là có cái phần mộ siêu mã lạc. Thì mộ siêu mã lạc này như là trong quá khứ nơi đây người ta thư thai sa sút gì đó, người ta vùi lấp trong khuôn đất của bạn, thì bạn đến bạn sống trên cái ngôi gia này thì nó ảnh hưởng tới cái phần đồng tim cho gia đạo của mình. Ảnh hưởng như vậy thì có thể nói là nó tác động vào người trong gia đạo, làm cho người trong gia đạo nóng nảy không có được thoải mái, cũng như là đem đến cái vấn đề xung đột giữa hai vợ chồng mình, thì xảy ra cái sự mâu thuẫn hoặc giận hờn, tự ái nhau. Cho nên mặt này bạn cũng cần có cái sự khắc phục, nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Còn riêng về trên con đường con cái hậu vận sau này, bạn có sinh nhiều sinh ít gì thì con đường hậu vận của bạn, bạn vẫn sẽ có duyên nhờ được bốn đứa trên con đường hậu vận của mình. Về đường con cái thì nói chung cái quẻ bài của bạn hiện tại bây giờ cho thấy cơ hội gì đến với bạn thì có, nhưng mà nhắc bạn dù cơ hội có, tài lộc có đi nữa, thì năm nay nhắc bạn cũng cứ từ từ thụng thẳng nhặt hoa rơi, không vội vàng, không nóng nảy, đề phòng tai tiếng thị phi đến với mình, cũng như vấn đề hao tài thất lộc đến với bản thân của mình. Đó là nói về trong cái tuổi Tân Dậu của bạn nữ sinh năm 1981 này, thì theo như mỗi người thì nó sẽ có một cái vận hạn cũng như là cái xui cái hạn khác nhau nha mọi người nha. Ví dụ như là người nữ này thì cho thấy cẩn thận tai tiếng này, thứ hai là hao tài thất lộc, nhưng mà so với một người bạn nữ khác thì đôi khi lại là cơ hội tốt đến với mình, thuận lợi trên vấn đề hạnh phúc cũng như tài lộc đến với mình tốt. Thì nói chung là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, cũng như là trong cái mối quan hệ vợ chồng, đường con cái, hoặc là trong cái cuộc sống của mình có được cái sự tu tập hạnh thiện hay không, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần tài lộc của mình rất là nhiều, cũng như ảnh hưởng tới vấn đề hôn nhân hạnh phúc của mình nữa. Cho nên mỗi người nó sẽ có một cái quẻ bài khác, cũng như là một cái vận mệnh khác nhau hoàn toàn. Dù là mình có sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì mọi việc đến với mình cũng đều khác nhau. Đó thì mọi người vào tham khảo, nó chỉ mang tính chất tham khảo cho mình. Còn bạn nào mà muốn đi sâu vào bản thân của mình thì mọi người vào Zalo các bạn gửi thông tin kèm phí vào nha. Còn clip này thì Cam Anh chia sẻ tới đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.